Kính thưa quý vị, ngày 31 tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13 tháng 2 năm 1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà 24C2 Siputra, Hà Nội. Hiện là bị can bị truy nã theo quyết định số 20C46P12 và ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đến trực ban hình sự Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đầu thú cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định của pháp luật